Việt Nam lo trả nợ trực tiếp hơn 1 triệu tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, dự kiến tổng trả nợ của chính phủ giai đoạn 2022-2024 là khoảng 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,04 triệu tỷ đồng, trả nợ các khoản vay để cho vay lại khoảng 146.000 tỷ đồng. Với phương án tăng bộ chi ngân sách nhà nước tối đa 240.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023 để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, dự kiến đến năm 2024, nợ công khoảng 46-47% GDP, nợ chính phủ khoảng 44-45% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước khoảng 24-25%. Dự kiến năm 2022, chi tiêu trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước khoảng 22-23%, đảm bảo trong mức trần 25% Quốc hội phê duyệt. Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án huy động vốn trên cơ sở tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương và khả năng giải ngân để xây dựng phương án huy động phù hợp từng thời điểm thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ. Hà Nội đề xuất mở thêm tuyến phố đi bộ quận Hai Bà Trưng. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ Đình Hồng vừa ký văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận đề án thí điểm tổ chức không gian phố đi bộ, văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa đường dạo quanh Hồ Thiền Quang thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các sở, công thương, tài chính, kế hoạch và đầu tư, du lịch, công an thành phố và các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao về việc Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng xây dựng đề án tổ chức không gian phố đi bộ, trong đó làm rõ căn cứ pháp lý thực hiện, nhu cầu và sự cần thiết nghiên cứu đề tài, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh, mỹ quan đô thị và những nội dung khác có liên quan. Hiện Hà Nội đang có các không gian đi bộ gồm không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn Tây Hồ. Chênh lệch giá khám hậu Covid-19. Theo khảo sát, đa số bệnh viện công lập hiện nay không có gói khám tổng quát hậu Covid-19. Thay vào đó, bệnh nhân khi tới bệnh viện sẽ được thăm khám để xác định vấn đề bất thường. Từ đây, các bác sĩ mới chỉ định các xét nghiệm tầm soát cụ thể. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội không có gói khám hậu Covid-19. Các bác sĩ sẽ tư vấn và khám tùy theo tình trạng bệnh lý, từ đó đưa ra chỉ định phù hợp với người bệnh. Bệnh viện Hồng Ngọc hiện triển khai 3 gói khám sức khỏe hậu Covid-19 bao gồm gói cơ bản 3,9 triệu đồng, gói nâng cao 5,9 triệu đồng và gói chuyên sâu 7,6 triệu đồng. Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng chi phí khám ban đầu với bệnh nhân hậu Covid-19 là 200.000 đồng. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được nhận thêm các chỉ định từ bác sĩ tùy theo triệu chứng. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với chi phí gói kiểm tra cơ bản là 2,1 triệu đồng, gói nâng cao là 4,9 triệu đồng và gói chuyên sâu là 7,4 triệu đồng. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2 gói khám hậu Covid-19 bao gồm gói cơ bản 1,4 triệu đồng và gói toàn diện 2,1 triệu đồng. Theo các bác sĩ, quá trình khám sức khỏe tổng quát và khám di chứng hậu Covid-19 không có quá nhiều khác biệt. Cụ thể, những người khỏe mạnh khi khám sức khỏe tổng quát có thể được tầm soát thêm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV, viêm gan B, viêm gan C hay ung thư. Trong đó, bệnh nhân tới khám hậu Covid-19 thường được chú trọng tới các biến chứng của căn bệnh này sau khi âm tính với SARS-CoV-2. VinFast xây nhà máy xe điện tại Mỹ. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point với diện tích khoảng 800 hectare. Ba khu vực chính gồm khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và buýt điện, khu vực sản xuất pin và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Giai đoạn 1 được khởi công trong năm 2022, ngay sau khi nhận được giấy phép xây dựng, dự kiến vận hành vào tháng 7 năm 2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến khoảng 150.000 xe mỗi năm. Theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các mẫu đầu tiên được sản xuất là VF9 với dòng SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF8 dòng SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, mục tiêu của khu công nghiệp về năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải phù hợp với định hướng của VinFast là phát triển xe điện cao cấp, thông minh và thân thiện với môi trường. Cơ sở sản xuất tại đây sẽ giúp VinFast chủ động nguồn cung, ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm, dễ tiếp cận khách hàng.